đi chợ cô chú, mở máy đi chợ, mở mua cái giớn nè. Cái giớn này nay lên giá 70 ngàn luôn, lúc trước bán có 50 à, giờ lên tới 70 ngàn luôn. Sáng nay á, mận với cha mình sẽ đi cái ruộng ở đây nè, mình sẽ đi đăng cái giớn này cô chú nha, đăng cái giớn này cái qua bữa sau mận sẽ thăm. Sáng nay cha nghĩ là buổi sáng cha đăng cho mận, tại vì mận không có biết đăng. Giờ mình ôm cái này mình đi trước cái đã. Nhìn ra thấy thấy mắt rượi à, ra đây nắng dữ trời, ra đây nắng quá chừng luôn, quá trời nắng này. Thường á thì trước khi mặc cái quần này á, Mẫn sẽ mang một đôi vớ cô chú, để mình mang vô á, mình sao ta, là Mẫn sẽ mang một đôi vớ để mình dễ mang hơn, sau đó thì cởi ra mình cũng dễ cởi hơn nữa, đi rất thoải mái luôn. Chỗ này sâu ha, lội im quá trời luôn nè. Bạn có đặt 12 cửa nè. Cũng được nè. Gì vậy?
trứng gà. Cua nhiều lắm á. Thank you.
nè. À có hả? Để chút đi, chút cuộc. Kìa nó bò ra. Tôm này. Tôm này. Hy vọng là ngày mai Tâm sẽ dính nhiều cá. Trời ơi, cái này là cá gô. Cá gô là đại nhóc luôn nè. Đây đấy con buộc chắc. Chỗ này. Ăn cái đó đi. Chiều nay vẫn sẽ ra thăm luôn nha cô chú.
Hiện tại giờ này là 5 giờ rưỡi chiều rồi cô chú. Sáng á, thì Mận mới đi thăm giớn, nhưng mà bây giờ mình ra kiểm tra thử á, cái giớn mini Mận đặt nè. Bây giờ mình ra kiểm tra thử là cái giớn mà hồi sáng Mận với cha đặt á, đăng cực khổ nè. Coi coi có cá chưa nha. Hy vọng rằng á, là nó sẽ có cá. Để sáng mai mình dỡ cái nó cho nó nhiều hơn. Nước lên cô chú ơi, nước lên quá chừng ha. Trời đẹp lắm luôn nè. Này, ủa có cá nè cô chú ơi. Có cá nè. Ôi, cái sợi dây này chắc cha buộc lại cũng mặn quá. Để Mận tháo sợi dây này ra mình kiểm tra thử nha. Đó, em Mận đổi tay lại. Giờ này Mận đi có một mình thôi. Trời ơi, đẹp nè. Wow, giờ này 5 giờ chiều mà được bao nhiêu đây cá rồi. Bây giờ mình không có thăm mà Mận buộc lại luôn. Mận buộc lại luôn. Sáng mai mình mới thăm. Mình muốn đi kiểm tra cho cô chú coi cái giống mới nó có ổn không. Đó, nó chạy xuống đây hết rồi nè. Đó, cô chú thấy không? Nè, nó chạy xuống đây hết trơn luôn. Cá lồng tông Uno ha. Chà, một tay thì buộc thì khó, tháo thì dễ nhưng buộc thì khó. Để Mận tắt máy. Vậy là chiều ngày hôm qua Mận thăm sơ rồi cô chú có cá. Sáng nay mình sẽ đi dỡ luôn nha. Hy vọng là trong vòng một đêm nó sẽ dính nhiều. Quá trời cá luôn mà. Cá lồng tông. Ừ, đầu 12 cửa bên đây vẫn bị chìm. Cái giớn này Mận mua nó hơi nhỏ xíu. Ốc nó nổi luôn kìa. Quá trời ốc rồi. Ốc bụi vàng con lên khôn luôn. Ốc bụi vàng con đầy hết trơn. Cua kìa. Cà ký 12 cửa nó bẩn vô cua quá trời luôn. Cái này tay lưới của cha. Ngày hôm qua nè. Trời. Ủa, cũng là ai nữa. Cái dòng này nhỏ nha. Hai cái giống mini dễ thương quá. Quá trời im luôn. Em muốn vũ cho nó kỹ một xíu. Nó dính ở đây nè. Đùa hoài nó không xuống luôn á nha. Con cá này nó lì dữ ta. Nó ngọt á. Rồi nó còn gì nữa đó. Ủa mẹ đế coi. Con luôn. Vàng nghính luôn nè. Hai con. Một con nhỏ một con bự. Trời ơi cá ngon cô chú ơi nè. Đã nha. Một mẻ kho ngon lành luôn cô chú quậy nè. Quá cũng vậy nè. Im quá trời luôn. Đây con nhỏ nữa nè cô chú. Con nhỏ nè. Con bự nè. Người giặt tôi ha. Lính luôn trời ơi. Em gì đâu á. Hên quá. Mận tính là chắc là nó vô rắn chung cho nên là Mận đem theo cái này nè.
để mình đựng rắn chung. Còn rắn chung thì nó khôn rồi. Ai xíu nữa bỏ con luôn vô là phải buộc ngang đây, tại vì cái chỗ này nó lủng lỗ. Lủng lỗ nè. Cái con luôn này thấy gì chứ khó bắt quá cô chú. Con luôn này khó bắt. Nè nó bò lên rồi cô chú, nó gán bò lên nè. Gán bò lên. Giờ chỉ còn một cách là Mẫn thử gán kẹp nó thử hay được không. Trời ơi, không không, nó trơn dữ lắm. Trơn, nó trơn thiệt. Trời, bông bóp cái đầu nó lại rồi đó. Hú hồn hú vía chưa? Hết hồn không? Đổ đại quá à. Đổ đại quá à. Còn đây con luôn nữa nè. Rồi xong. Chắc không sao đâu. Cái chỗ này bị gách ra. Đây chỗ gách mạnh đây. Không đến đổi đâu cô chú ơi. Đó, sáng nay là Mẫn có đồ ăn rồi nè. Rồi tép. Còn tép con cành cành không luôn. Mình sót lại nè. Mẫn tính đăng thêm một cái nữa. Ê nó cái đầu nó qua bên đây rồi bộ. Buộc nó hơi lâu xíu. Rồi xong. Vậy là Mẫn đã thăm xong cái vớn của Mẫn rồi cô chú. Tính ra thành quả của hai cha con hoàn toàn là xứng đáng luôn. Quá trời im luôn. Con lươn này thì mình kho sớt. Hai con lươn này kho sớt ăn được rồi. Còn mấy con cá này thì Mẫn lặt, Mẫn bỏ trong tủ lạnh. Tép để dành mình nấu canh ăn. Cá thì Mẫn gom lại. Mẫn gom lại mình để Mẫn để dành hết. Khi nào mình không có đồ ăn mình lôi ra mình ăn. Nói chung là vớn cá của Mẫn bội thu. Mẫn xin kết thúc video tại đây. Quý cô chú anh chị cả nhà mình yêu thích video của Mẫn, cho Mẫn xin một like, một lượt đăng ký và bật chuông thông báo hội Mẫn luôn nha. Hẹn quý cô chú anh chị cả nhà mình ở video sau nè. Sáng hai cha con đi đặt thì hơi cực thiệt, nhưng mà thăm thì thăm nhanh dữ lắm luôn. Hôm qua tới giờ là trời cứ ui mưa. Sáng nay Mẫn đi là giờ này Mẫn ra là 7 giờ nhưng mà cũng không có một miếng nắng nào hết trơn. Mát rượi à. Người ta đi vớt ốc quá chừng luôn.